Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về một cái lỗi mà rất nhiều người mắc phải khi mà mong muốn được giảm cân và có một cơ thể khỏe mạnh, đó là nhịn đói để ốm. Rất nhiều người làm cái công việc này và xin thưa với các bạn, sẽ không bao giờ thành công. Bạn nhịn để bạn ốm sẽ không bao giờ thành công. Nói 3 lần, sẽ không bao giờ thành công. Có nghĩa là khi mà mình làm như vậy, các bạn biết cơ thể của mình nó rất là lạ. Khi mà bạn làm cái gì đó nhiều lần thì nó sẽ tập cách để nó thích nghi. Một ví dụ cụ thể ha, chẳng hạn như là một cái người họ bị một vết ở một cái viêm đạn đi trong người, thì xung quanh cái chỗ mà viêm đạn nằm đó thì nó sẽ hình thành thẹo. Cái cơ ở quanh đó nó sẽ hình thành một cái thẹo để nó giữ cái viên đạn ở trong đó, để cho viên đạn không có chạy lung tung. Hôm nay chạy tới đây kêu kêu kêu, cái chỗ kia kêu 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 thì nó không có hợp lý, đúng không? Cơ thể của mình nó làm tất cả những gì nó có thể để nó bảo vệ mình trong cái môi trường sống này. Cho nên khi các bạn nhịn đói là các bạn cũng đang tập cho cơ thể của mình làm cái việc mà nó có tác dụng ngược. Ở cái chỗ như thế nào? Khi mà bạn nhịn đói thì cơ thể của bạn nó sẽ không có đủ năng lượng để mà nó sử dụng. Và chúng ta cần năng lượng để chúng ta làm việc. Thì khi mà nó không có đủ năng lượng, lúc mà bạn ăn vào thì nó sẽ như thế này. Dự trữ. Mình phải dự trữ để lúc mà con nhỏ này cho mình đói đó, mình có thứ để mà dùng. Cho nên khi bạn nhịn đói thường thì cơ thể của bạn nó sẽ chuyển sang cái trạng thái là dự trữ thường xuyên. Mà dự trữ trong cơ thể là ở dạng gì? Mỡ ngay bụng, ngay lưng, ngay đùi, đặc biệt ngay đùi. Cho nên là các bạn cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Và thêm một ví dụ nữa mà Ni muốn chia sẻ để cụ thể hơn đến với các bạn, đó là những chú gấu nó sống ở Bắc Cực đó các bạn. Mỗi năm thì nó chỉ được ra ngoài trong một cái thời gian rất là ngắn để kiếm đồ ăn, và thời gian còn lại thì nó trú đông, và trên đó thì lạnh quanh năm suốt tháng, thời gian để đi ra ngoài không có nhiều. Và khi mà nó ra ngoài để kiếm đồ ăn, bao nhiêu đồ ăn vào thì nó sẽ dự trữ ở dạng mỡ, để khi mà những cái chú gấu đó nó sống trú đông thì mỡ sẽ từ từ tiêu ra và cho nó năng lượng, nó tồn tại một cái thời gian dài, đợi đến sang năm thì mới đi lấy đồ ăn tiếp. Cơ thể của chúng ta cũng y chang như vậy. Nếu như mà các bạn làm nhịn đói thường xuyên thì nó cũng sẽ chuyển qua cái trạng thái đó. Cho nên là mình muốn gợi nhớ cho các bạn là đừng có một cái thói quen xấu đó. Các bạn muốn mình giảm cân thì nên tập cho cơ quan tiêu hóa của mình được làm việc thường xuyên hơn. Và nó làm việc thường xuyên hơn chỉ có một cách duy nhất, đó là ăn thường xuyên hơn. 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng ăn một lần, nhưng mà không phải ăn quá no, ăn đồ mỡ, đồ béo, chất béo vào thì tất nhiên nó sẽ không hiệu quả. Các bạn chọn lọc những thứ mình ăn, nhiều đạm, nhiều rau quả, nhiều trái cây, ít tinh bột, không mỡ động vật, trừ mỡ cá. Mỡ cá thì cực kỳ tốt cho cơ thể của mình. Và đặc biệt không đồ chiên rán, không lòng gan phèo phổi. Chỉ có như đó thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày khác nhé. Stay healthy and beautiful. Love you. Bye.